Nước Nga có rất nhiều công viên thiên nhiên xinh đẹp. Những nơi này thường được nhiều người dân ở đây lui tới ngắm cảnh thư giãn. Tuy nhiên, có một công viên ở nước này từng bị coi là công viên của quỷ dữ. Bởi lẽ đây là hiện trường của hơn 40 vụ án mạng thương tâm và sát nhân chỉ có một người duy nhất. Công viên của quỷ dữ có tên là Bishevsky, trú ở thủ đô Moscow, Nga. Công viên Bishevsky vốn là một nơi xinh đẹp với nhiều cây cối theo mùa. Sau khi những vụ án mạng bị phanh phui, những người dân quanh đó không ai muốn bước chân đến nữa. Vậy ai là kẻ đã gây ra những vụ án kinh hoàng này và nguyên nhân do đâu? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu qua video này nhé. Được mệnh danh là sát nhân cờ vua, kẻ điên loạn vùng Bishevsky hay quái thú vùng Bissa, Alexander Bichovsky có vẻ ngoài điển trai, trầm tính và là một thiên tài chơi cờ vua. Mọi người xung quanh đều đánh giá y là người lập dị nhưng hoàn toàn vô hại. Đâu ai có thể ngờ được kẻ vô hại ấy đã tước đi sinh mạng của 48 người. Ngoài ra còn có 3 nạn nhân may mắn trốn thoát. Hắn ta điên cuồng tuyên bố cuộc sống mà không giết người chẳng khác nào sống mà không ăn. Alexander Bichovsky sinh ngày 9 tháng 4 năm 1974 tại Mitishchi, Moscow. Từ nhỏ, tên sát nhân đã không có cha bên cạnh. Ngày nhỏ thường bị gọi là kẻ không cha. Y có một trí nhớ thông minh, phán đoán rất giỏi và được người lớn xung quanh công nhận điều này. Ban đầu, Bichovsky chỉ là một đứa trẻ bình thường, hòa đồng và chơi cùng những đứa bé con cùng khu phố. Nhưng một tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến cho Bichovsky bị thương ở bộ não. Vụ việc xảy ra khi Bichovsky còn nhỏ đang chơi xích đu và cậu bị ngã ra khỏi đó. Miếng ván xích đu theo quán tính đập vào trán Bichovsky. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến bộ não của một đứa trẻ đang trong thời kỳ phát triển và hoàn thiện. Các chuyên gia phán đoán rằng tai nạn ấy làm tổn thương vùng thùy trước của não, khiến y gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hành vi và tiết chế cảm xúc. Sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, Bichovsky bắt đầu có những hành động bạo lực. Gương mặt lúc nào cũng mang thái độ cáu gắt, muốn xung đột. Mẹ của y quyết định chuyển con mình từ trường phổ thông đang học sang trường dành riêng cho trẻ em bị khuyết tật. Trước khi chuyển trường, những đứa trẻ cùng lớp của Bichovsky đã có thêm một cái tên mới nhằm trêu chọc kẻ không cha này. Đó chính là kẻ chậm phát triển hay thiểu năng. Sự trêu chọc này làm cho Bichovsky càng giận dữ và thù hận hơn thế giới bên ngoài. Khi đến tuổi vị thành niên, ông ngoại của Bichovsky phát hiện ra cháu mình là một đứa trẻ thông minh và có tài đánh cờ vua. Ông không muốn tài năng bị lãng phí nên đã đưa Bichovsky về nhà mình để nuôi dạy. Hai ông cháu ngày ngày học tập và chơi cờ. Thành tích học tập của Bichovsky ngày càng tốt hơn. Tài chơi cờ kiệt xuất của Bichovsky đã được thể hiện trong những hội thi chơi cờ công khai tại công viên Bissa. Trong quãng thời gian thơ ấu cho đến khi trưởng thành, Bichovsky vẫn liên tục bị bắt nạt bởi những đứa trẻ cùng niên thiếu. Quãng thời gian hạnh phúc bên ông ngoại đã giúp rất nhiều cho việc chữa trị vết thương thể chất lẫn tinh thần của Bichovsky. Nhưng hạnh phúc không kéo dài bao lâu. Ông ngoại của Bichovsky đột ngột qua đời. Điều này như giáng một đòn nặng nề vào chàng thanh niên trẻ. Với bộ não không bình thường, kèm theo sự thù hằn với thế giới xung quanh. Bây giờ, người thương yêu nhất đã mất. Bichovsky trở nên điên loạn. Sự điên loạn ấy bộc phát khi chú chó cưng của y cũng đột ngột qua đời. Năm 1992, khi Bichovsky mới 18 tuổi, y đã ra tay sát hại bạn của mình là Sergei, với lý do nạn nhân hẹn hò với người mà Bichovsky thầm thương trộm nhớ. Sau khi sát hại nạn nhân, Bichovsky ngụy tạo hiện trường thành một vụ tự sát và đã trót lọt. Cùng năm đó, vào ngày 27 tháng 7, hắn ta đã ra tay giết hại bạn cùng lớp là Mikhail Odichuk. Bichovsky mời nạn nhân chơi một trò chơi mạo hiểm mà mình nghĩ ra. Đó là trò chơi giết người.
Bichuskin cảm thấy người bạn của mình không có hứng thú trong trò chơi này lắm, nên y đã giết Odichuk để thay thế. Ông ngoại mất, Bichuskin chuyển về sống cùng mẹ để học đại học. Y tiếp tục bộc lộ tài năng chơi cờ của mình trong các cuộc thi công khai. Tốt nghiệp, Bichuskin lầm lì chọn công việc nhân viên khăn vác ở siêu thị. Trong mắt đồng nghiệp, y là một người lập dị nhưng hoàn toàn vô hại. Trưởng thành, Bichuskin hay mang rượu vodka ra dưới bóng cây của công viên Bishevsky để ngồi chơi cờ. Tại đây mới bắt đầu chuỗi ngày tội ác của tên sát nhân bàn cờ này. Đến năm 2001, Bichuskin bắt đầu chuỗi tội ác đẫm máu của mình. Các chuyên gia phán đoán rằng Bichuskin bị thúc đẩy phạm tội khi muốn vượt mặt tên sát nhân Chikatilo cùng Rostov nước Nga. Chikatilo bị kết án năm 1992 với tội danh giết 53 trẻ em và phụ nữ trong vòng 12 năm. Sau khi ra đi làm, trong các năm 2001 đến 2005, Bichuskin bắt đầu ngồi đánh cờ dưới gốc cây của công viên Bishevsky. Khi có người đi qua, y sẽ mời họ ngồi lại uống vodka, vừa chơi cờ cùng. Bichuskin không bị say bởi vodka, y chuốc say nạn nhân, sau đó đánh họ và ném xuống cống. Nạn nhân của Bichuskin đều là những người đàn ông lớn tuổi vô gia cư. Những nạn nhân ấy đều uống vodka miễn phí, nhưng sau đó họ đã một đi không trở lại. Từ năm 2005 trở đi, Bichuskin nói, việc các nạn nhân biến mất không làm tôi thỏa mãn được. Tôi cần nhiều cảm xúc, khoái cảm hơn. Bắt đầu từ thời khắc đó, hắn ta ra tay sát hại các nạn nhân bằng dụng cụ thô sơ như búa, gậy. Cách thức của y chỉ có một, dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu những con mồi xấu số, sau đó mở hộp sọ và đổ rượu vodka vào, coi như là ấn ký của mình. Điều này khiến hắn thỏa mãn và thành tựu. Sau này, nạn nhân mà tên quái thú này nhắm đến là những người đàn ông trẻ tuổi, trẻ em và phụ nữ. Hắn ta luôn tấn công từ phía sau, làm cho nạn nhân không kịp phản ứng. Điều này cũng làm máu không bắn lên quần áo y. Tại thời gian này, hắn giết hơn 10 người hàng xóm sống chung cùng tòa nhà, 6 người ở quận Kherson-Kaya, Nga, và một số nạn nhân khác. Sau khi ra tay man rợ với những nạn nhân xấu số, con quái thú vùng Bissa này ném xác thi thể xuống cống của công viên Bishevsky. Tội ác của tên quái thú này cuối cùng cũng dừng lại khi cảnh sát điều tra sự mất tích của người mẹ đơn thân Marina Moskaleva. Tháng 6 năm 2006, Marina Moskaleva được coi là nạn nhân cuối cùng của tên cuồng sát thèm máu người này. Cô là đồng nghiệp làm tại siêu thị của hắn. Sau giờ làm việc, hắn ngỏ lời mời cô đến công viên Bishevsky thăm mộ chú chó cưng của mình. Linh cảm mách bảo, Moskaleva để lại một mảnh giấy nhỏ ghi tên và số điện thoại của tên Bichuskin cho con trai của mình. Cô rời đi với hắn và biến mất mãi mãi. Cảnh sát điều tra phát hiện ra mảnh giấy nạn nhân để lại. Các camera an ninh giám sát trong khu vực đều quay được cảnh lần cuối xuất hiện của Marina là đi cùng với Bichuskin. Tất cả mọi manh mối đều đổ dồn về tên cuồng sát này. Sau khi kiểm tra dấu vân tay tại nơi tìm thấy thi thể của nạn nhân, tất cả đều trùng khớp với Bichuskin. Lúc này, tên sát nhân hết đường chối cãi, y bị bắt giữ thẩm vấn. Sau khi bắt giữ Bichuskin, cảnh sát đã bàng hoàng khi điều tra căn nhà của hắn. Tại đây, phát hiện một bàn cờ vua 64 ô, trong đó có 62 ô đã bị tô chi chít những con số ngày tháng. Theo lời khai nhận, mỗi lần Bichuskin giết người, y sẽ đánh dấu vào một ô vuông trên bàn cờ, và mục tiêu của hắn là lấp đầy bàn cờ đó. Không những vậy, y còn ghi riêng vào cuốn sổ tay miêu tả những người mà mình ra tay sát hại. Một thời gian sau, Bichuskin lại tuyên bố mình sẽ không chỉ lấp đầy bàn cờ, mà còn giết người cho đến khi không thể giết được nữa. Năm 2007, Bichuskin bị kết án tù chung thân bởi luật pháp nước Nga đã xóa bỏ án tử hình. Lời thú tội của Bichuskin được đưa lên sóng truyền hình. Tại đây, y nói rằng cảm giác giết người khiến mình hưng phấn, hạnh phúc, giống như hắn là Chúa vậy. Bichuskin còn cho rằng
Việc giết các nạn nhân là mở cửa cho họ đến với thế giới mới. Hắn là Chúa ban phát cuộc sống mới cho con người. Lời thú tội man rợ này đã khiến cho người xem rùng mình. Nhiều cuộc tranh luận nổ ra, đòi chính phủ Nga khôi phục án tử hình. Nhưng cuối cùng, Bichuskin vẫn chịu án tù chung thân. Bichuskin tuyên bố rằng nếu hắn được thả ra thì sẽ tiếp tục giết người. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.